mới xuống cần là có tôm mà nha. Rồi xin chào buổi sáng tất cả các bạn luôn nha. Sớm nay tranh thủ hai chồng mình đi sớm đi câu bạn ơi, câu tôm nha. Nay chủ yếu là câu tôm, nhưng mà hồi cũng chuyển qua bộ môn câu cá à. Đây con tôm đầu tiên nha, mới xuống cái cần, mới cái quăng cái cần thứ ba là nó bưng dính rồi đó. Được có nhớ mua sưng mua về, hy vọng bữa nay câu được nhiều cá với tôm bự bự nha bạn. Hôm gà đi ên câu dính tôm bự bự luôn mà, nay chở cao cao men không biết sao đây nữa. Thấy mới vô con nhỏ nhỏ rồi đó, mới vô có là hên rồi đó, ảnh nó chê đó. Vì kéo nặng ịch à, nhưng mà nó búng nhẹ chứ thả con nó tôm càng kéo bao phê luôn á. Cái này nếu phải là càng nè chị, nó thấy nó gị vậy chứ mà cứ ngắt à. Rồi này bọc rồi nó mới tôm rồi, cứng quá cứng rồi. Rồi bà bầu chậm đi, nhẹ nhẹ hả, lụm về nuôi.
mạnh lắm. Ê bự, rồi cạn lại. Dữ vậy. Caramel khoái rồi, thèm lắm rồi. Wow. Ai da. Sướng. Wow. Gạch đó két luôn. Hay gì thế, nó lôi mà cần quằn luôn mà. Tính ra ăn lẹ ghê bạn. Nãy mới thăm cần này bỏ xuống qua dính cần này là quay lại là nó quất rồi đó. Đây, lụm nữa nha, bự nha. Gạch không mà đỏ két luôn. Quá đã. Có lý. Tôm càng ngày càng to. Trời ơi, lứ bao dây luôn. Cà phê sáng nha bạn ơi. Sáng nay em gái Sóc Trăng phát cho ly cà phê nè. Đậu con ly phê. Bộ ăn chậm con đậu nhiều tôm cá luôn. Mà bạn phê nha. Vậy đó, mà nó đi theo nổi thừa nữa. Bây giờ không có ai đi theo, không có ai cà khịa buồn. Sáng thấy cái điểm này thấy là có lý rồi đó. Mấy con thật? 4 con. Còn cá ngát nữa. Ngán kiếm con cá ngát bự rồi. Lụm nữa. Dính quá. Dính. Đó. Đóng nè. Thêm bà bầu nữa. Đóng. Coi như mình ra sông mình câu có tôm trứng mình đem về làm tôm giống, biết đâu sau này cái hồ mình đầy tôm luôn rồi sao. Ngon à. Xàm chưa từng thấy. Tính dính cái bọc nắm dây kéo lên luôn, dính tôm luôn. Ai lụm nữa nha. Tôm nấu mì. Dưới cái bọc không thấy bún vậy, nắm dây kéo lên luôn, dính luôn. Nhiều cái xàm không muốn nói. Kệ, nhưng mà xàm vậy hoài đi, sướng. Tôm
dính tiền nặng như vậy. Ăn quặng đọt luôn, giật 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 vậy nè. Quá đã, cao camen ơi. Đây, đợt nữa nha. Tập tơ, tập tơ. Nay chúng bánh tôm rồi. Phá nước này có chứ mấy nước trước câu chất quất à. Nước này bắt đầu có tôm lại rồi bạn ơi. Im im im. Tôm nữa. Bự quá kéo lên nó bị teo quá vậy. Teo, kéo chậm quá teo. Mà cỡ này dính hoài đi, khỏi cần bự, cỡ này hoài cũng được, mấy cục con cục con đi, tới chiều. Vô. Quá im rồi, này chúng ổ tôm rồi. Tôm 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 tôm. Lôi luôn á. Mày tôm. Bơ lớn quá, ăn mạnh khủng khiếp trời. Ăn dính lưỡi lôi cần đi dèo dèo luôn đã thiệt. Bào mới cá ngàn đô chơi. Để cá ngàn đô khóa mồi quá. Dính rồi kìa. Đâu? Không phải đó.
đụng tôm tiếp. Thì ra là bà bầu nay làm như chúng ngay bệnh viện phụ sản vậy ta. Không nay mình gọng về nó không có chết đâu, thả mình khù à. Đứt lửa luôn rồi. Như này đá không? Đá không. Lấm. Con này tâm lóng à. Sớm giờ không thấy tâm càng ta, làm như gặp vợ mình sợ hay sao á. Sắp xanh rồi. Này khoảng cỡ 2 ngày nữa là xanh á. Để về cho vô bệnh viện phụ sản luôn. Lóng sáng giờ tâm lóng thấy tâm càng ta. Nó rồi. Chờ đợi sớm giờ. Cuối cùng cũng có hàng. Bị lắm.
Càng lửa. Chờ đợi sớm giờ cũng có hàng nha, càng lửa nha, mập lù luôn nè. Mấy càng lửa này mập ngon. Quíu. Lửa. Mập biết mập thì tôm bự nè, đầu gạch không. Ngon. Có tôm bự không? Có tôm bự đã thừa rồi. Sáng nay đi sớm không có quậy phít nước. Uống con ly cà phê không đủ đô, nhắc này khác. Le lử luôn á. Quá trời. Mùa này tôm trứng nhiều quá. Bắt lên nuôi, cái này là lúc này có tôm trứng là bắt về nuôi hết. Thả anh hồ. Đó, gì nhiêu đây cũng mà. Cũng nhiều quá nè. Đó, nhiêu đây nhà mình ăn là đủ luôn á, dư luôn á. Có tôm cạn nè, thả mấy bà bầu này lên hồ cho nó đẻ, lúc ngay trên hồ mình tôm nhóc luôn. Đậm đi. Cũng nhiều lắm á. Con này nè. Không phải, con đó đâu có trứng đâu, con đó đẻ rồi. Sáu đồng á màu. Tính ra tôm trứng nó muốn phân nửa. Sáu đồng á màu vàng. Đầu vàng hay gạch á. Trứng trứng. Rồi bắt tôm trứng ra cái hết trơn rồi. Con này cũng trứng rồi mà đẻ rồi nè, con bự nè. Được con tôm càng. Con tôm càng lửa. Cũng im ha. 2.000 đô. Này không có cá gì lạ chăng á, chủ yếu là tôm à. Như đây chắc cũng nửa ký à. Đây. 2 3 4 5 6 7 tôm trứng. Con này là sắp đẻ nè. Mấy con thiệt. Rồi, để lên hồ thả mấy tôm nè bạn ơi. Quá im. Nước này có tôm rồi nè. Có nước rồi không có tôm, mấy nước mấy tháng trước không có tôm, câu é mà toàn cá, bây giờ hết cá bắt đầu có tôm. Được, con này ngon quá. Coi sáng lúc ghé trụ cầu lúc mới, nước mới sừng sững ăn lía lìa lìa đã thiệt, mà không có tôm bự. Làm như có vợ không theo tôm bự trốn sợ chân, tôm nhỏ nhỏ mà. Có con nè. Có con nè, con mẹ hả? Mẹ đâu bự bằng cái con hổm cho câu đâu, mấy cần xanh nó mới bự thứ già. Không. Tôm chắc gạch không? Kìa. Bao gạch luôn. Kìa dính cá là bự hơn. Đi đi mày. Tính ra mình thả lên đây nó còn sướng hơn ở ngoài sông nữa. Lên đây là sống cuộc sống líu lo vi vu luôn. Ở ngoài sông còn phải chạy trốn này kia nọ, cào điện, chích điện đâu. Không chịu đi nữa nè, đeo theo cái xô nè. Đeo nguyên chùm luôn nè. Đó. Bốn con này nè, quấn quýt nha. Thôi, ghê chưa? Xúc lên cái dính 5 con luôn. Lên đây là sống cuộc sống thoải mái luôn nè. Biết chừng nào mới bắt được nó. Rồi, đẻ cho nhiều nhiều các mày. Vài năm nữa mà nguyên hồ tôm cái cây. Lên đây là sống cuộc sống an nhàn liếu lo luôn, thức ăn đầy đủ luôn. Còn ở ngoài sông còn né cào điện, chích điện, 12 cái ngục, đồ thuốc, đồ các kiểu hả? Im. Ở ngoài mương này tôm cũng nhiều lắm nè. Tính ra mà cái này xuyên đi câu á, thả vô hồ lúc chắc trong hồ tôm đầy luôn á. Trong hồ mình tôm nó cũng có sẵn nữa, nước ra vô á, có. Rồi mình thả này vô nó đẻ một cái nữa ha. Êm à. Chừng 5-7 năm, chục năm nữa mà. Tát cái hồ nó bắt một cái thôi luôn, tôm. Đừng nghĩ tới bạn này. Sướng. Vườn mình ở đây thì mấy mương ngoài đây gọng cá nên không có xịt thuốc, tôm dữ lắm. Ba mình có xịt thì cũng xịt thuốc, ba thuốc sinh học không à, không có chết tôm, không có chết cá. Nên nó còn. Rồi đến đây chắc mình cũng xin kết thúc clip đi câu đây luôn ha bạn. Giờ vô nhà quậy phích nước uống cái cho nó sướng ra coi, khác quá khác rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Chúc tất cả các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng và thật nhiều sức khỏe nha. Bye bye. Hẹn mai gặp lại.